Rồi chúng ta học nhé. Chúng ta đang học dở cái bài hồi bài hôm trước là đang nói về cái chúng ta đang học về cái bài liên quan đến biến. Vẫn là cái bài số 3, là cái chủ đề số 3 của chúng ta vẫn là cái chủ đề liên quan đến biến. Biến nhớ đấy. Biến nhé. Hay có thể dùng từ biến nhớ cũng được. Đấy. Thì chúng ta biết là trong Scratch thì biến của chúng ta về biến nhé, thì khi chúng ta tạo ra cái biến ấy thì chúng ta nó có hai loại biến, một loại là biến chung hay là biến tổng thể nhé. Biến tổng thể là cái biến mà dùng chung cho tất cả các nhân vật nhé. Biến này là dùng chung này, thì tất cả chúng ta đang làm việc bây giờ từ chúng ta vẫn làm việc bình thường là việc về biến là biến tổng thể hết, dùng chung cho tất cả. Tức là nhân vật là dùng được biến này, rồi là sân khấu cũng dùng được cái biến này. Đấy. Một loại thứ hai nữa là biến riêng. Đấy. Biến riêng của từng nhân vật. Thì phần cái của từng nhân vật nhé. Thì biến này là cái biến này là biến rất là phức tạp và khó. Thì cái phần này chúng ta sẽ không học. Phần này là để sang đến cái phần gọi là nâng cao thì chúng ta phải học. Còn chúng ta chỉ học toàn bộ là biến tổng thể thôi. Tiếp theo chúng ta chú ý một cái ý nữa là cách đặt tên biến. Cách đặt tên thì ở trong Scratch thì nó không quy định gì cả, nó rất là dễ, nó không đặt tên thế nào cũng được nhé. Mà chú ý là gì? Chúng ta chỉ chú ý là nó là phân biệt chữ hoa chữ thường, chúng ta chú ý nhé. Đấy, phân biệt chữ hoa và chữ thường. Là nếu chúng ta tạo một cái biến nhớ có biến biến s nhỏ này là khác biến s lớn này khác, hai cái biến này là hai biến khác nhau, ví dụ như vậy chúng ta chú ý. Rồi tiếp theo nữa là cái kiểu dữ liệu của biến, kiểu dữ liệu của biến thì tất cả cái biến mà chúng ta tạo ra đó ở trong Scratch thì chúng ta có thể gắn cho nó hai loại dữ liệu. Một dữ liệu là số, hai là sâu ký tự. Nhưng rất hay là thằng Scratch nó có thể tự động nhận biết và nó có thể là đánh đồng hai loại biến này và chúng ta không cần phải quan tâm. Ví dụ tôi tạo ra cái biến là n chẳng hạn, và tôi gắn nó bằng là 100 chẳng hạn, thì máy tính sẽ hiểu đồng thời nó là số 100, đồng thời nó là cái sâu cái tự là 100. Đấy, cái này rất hay của thằng Scratch là như vậy, là chúng ta không cần thiết là phải chặt chẽ lắm khi mà chúng ta tạo ra cái biến mà chúng ta gán giá trị của biến. Như vậy khi chúng ta mà đặt làm là khi chúng ta bản thân phần mềm để phân biệt rõ đâu là số, đâu là sâu, nhưng mà cái biến chúng ta tạo ra thì chúng ta có thể hiểu đó đồng thời vừa là số vừa là sâu. Rất là hay đấy, cái này là rất là hay. Nhưng tất nhiên thì chúng ta đặt một cái biến là s và chúng ta gán nó bằng, ví dụ chúng ta gán nó bằng là Hà Nội chẳng hạn, tất nhiên thì nó là ấy rồi, thì nó là sâu rồi, nó không thể là số được. Nhưng mà nếu là số thì chúng ta cũng hiểu, chúng ta coi là cái sâu. Đây là điều rất là hay của biến nhé. Tiếp theo đây phần là hôm trước tôi mới nhắc lại thôi. Tiếp theo chúng ta phân biệt một chút cái khái niệm là kiểu dữ liệu ở trong Scratch. Thế này nó mạnh hơn một chút nhé. Thì ở trong Scratch này nó hỗ trợ kiểu dữ liệu là nhiều hơn chứ không phải chỉ có số với sâu. Thứ nhất là kiểu số là biết rồi, cái thứ hai là kiểu sâu, và thứ ba nữa là kiểu dữ liệu là logic. Đấy, cái này chúng ta sẽ dần học dần nhé. Logic tức là kiểu dữ liệu là nó chỉ đúng hoặc là sai, tức là loại là đúng hoặc là sai, chỉ có hai cái giá trị là đúng và sai. Đấy, thì cái biến ấy chúng ta tạo ra thì biến nó chỉ là số và sâu. Chúng ta hiện nay trong giây phút này thì Scratch không cho phép chúng ta tạo biến kiểu logic. Thì theo tôi đó là một cái hạn chế của Scratch, nó là một cái hạn chế. Kể sau này chắc là tôi nghĩ là sau này khi phát triển lên thì nó sẽ cho phép chúng ta tạo ra cả cái biến logic nữa, nhưng hiện nay là không.
Hiện nay là không, hiện nay là kiểu dữ liệu là số và sâu thôi. Còn cái logic ấy, còn cái kiểu dữ liệu logic ấy thì hiện nay chúng ta chỉ đạt được thông qua các cái phép so sánh thôi. Phép so sánh. Đó. Thì ở trong Scratch các bạn thấy nhé, nó có ở trong cái nhóm là có toán tử ấy, thì nó có ba cái lệnh rất quan trọng là để tạo ra kiểu logic so sánh lớn hơn này, so sánh nhỏ hơn, so sánh bằng. Thì đây chính là cái biểu thức mà để tạo ra cái kiểu dữ liệu là logic. Khi tôi viết là vì tôi viết là đây là 12, thì 12 lớn hơn 5 thì là đây là một cái biểu thức sai. Bấm lên chọn bấm lên này thì nó là false, nó là sai, các bạn thấy không nào? Như vậy nó là sai đấy. Thì đây là kiểu dữ liệu logic. Kiểu dữ liệu logic là kiểu dữ liệu mà thấy đấy là nó có cái đầu nhọn nhọn ở hai bên, nhọn hai bên như này này đấy. Thì đây là một cái biểu thức logic, được chưa? Và biểu thức logic này có thể đưa vào trong cái lệnh if. Đây, lệnh if là lệnh mà ta thấy là đây có cái hình quả chám đúng không nào? Thì đây chúng ta có thể đưa cái này vào đây. Đấy, nếu thì đấy, vậy nếu là đúng thì đấy, thì có ba lệnh, đây là hai lệnh, đây là lệnh if là nếu thì, còn đây là mạnh hơn nhất là if then else, đây là if then là nếu thì, đây là if then else là if nếu thì, nếu trái lại thì đấy. Đấy, thì đây là hai cái lệnh rất là hay sử dụng. Thì như lệnh này là lệnh mà gọi là lệnh nó gọi là cái lệnh rẽ nhánh, lệnh lặp, lệnh có điều kiện. Nếu cái này thì nếu cái này thì cái này thì chúng ta sẽ dụng ba cái biểu thức mà gọi là biểu thức logic ở trong Scratch. Thì đây là chỉ là ba cái phép so sánh lớn hơn, nhỏ hơn và bằng, được chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ làm thêm vài ví dụ nhé. Đây là cho thấy là chúng ta mà biến ý, thì biến ở trong Scratch thì nó không cho phép là tạo biến logic đó. Biến thì nó chỉ có thể khi tạo ra biến nó chỉ có thể là số hoặc là sâu, nhưng mà kiểu dữ liệu ở trong Scratch thì nó hỗ trợ cả số cả sâu cả logic. Mà cái logic này này thì nó chỉ được tạo ra bởi phép so sánh thôi. Đấy, so sánh thì nó có ba phép so sánh là so sánh lớn hơn, so sánh nhỏ hơn, so sánh là bằng, các bạn chú ý nhé. Và thông thường cái biểu thức logic cái biểu thức logic ấy thì nó đi với cái gì, nó đi với lệnh if nhé, nó hay đi với ba cái, nó hay đi lệnh lệnh if, lệnh nếu đấy. Lệnh nếu if, lệnh nếu rất hay sử dụng, được chưa? Bây giờ tôi làm cái bài tập miệng vừa nãy có các bạn hỏi tôi là làm cái bài tập 3.9 ấy, bây giờ cho trước số n kiểm tra xem n có phải là số nguyên hay là số thực, không không phải là số nguyên. Đó thì chúng ta chú ý nhé. Thì làm như này này. Bây giờ làm bài tập như sau. Cho trước một số n, sau thì chương trình sẽ kiểm tra xem n có phải là số nguyên không thì thông báo là số nguyên. Còn không thì thông báo là gì? Là không phải là số nguyên. Đó. Bây giờ làm thử bài này nhé. Đây bài này tôi làm thử luôn cho bạn xem nhé. Đây. Bây giờ chúng ta mà con mèo sẽ là cái người thông báo luôn nhé. Con mèo đây nhé. Rồi, thế thì để kiểm tra chúng ta phải dùng cái phép logic này. Và ví dụ đối với số nguyên chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái biến. Đây, tạo ra một cái biến nhé. Là n. Và sau đó tôi gán nó vào. Ví dụ nhé. Bắt đầu chương trình đây. Tôi gán cho n. Đây lệnh gán này, đây lệnh set, đây chữ lệnh gán nhé, lệnh gán đây. Tôi bấm lên chọn là n này. Chọn n là 5 chẳng hạn. Thì con mèo sẽ báo là đây là số nguyên. Thế làm nào biết là được số nguyên? Thì như sau nhé, chúng ta dùng lệnh này này. Là lệnh như sau này. Ở trong cái nhóm là cái phép toán này nó có một cái lệnh là cái hàm, đúng không? Cái hàm là cái hàm làm tròn, là chính là cái hàm này. Hàm này này. Hàm round, hàm làm tròn. Thì một cái số n nó sẽ là số nguyên khi và chỉ khi là nó bằng cái hàm round của nó. Cho nên cái biểu thức để kiểm tra xem n là số nguyên chính là biểu thức này. Chúng ta kéo cái dấu bằng này ra nhé. Và chúng ta đưa vào bên trái là n, bên phải là round của n. Đó.
thì nếu mà n mà là bằng RAM n thì n sẽ là chẵn, n sẽ là số nguyên. Ngược lại, nếu n mà khác với RAM của n thì n sẽ là không là nguyên. Như vậy tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ đưa cái này vào đây. Đưa cái này vào đây và tôi đưa cái này vào đây. Đó. Và kiểm tra như vậy, nếu n bằng làm tròn của n thì thông báo là n là nguyên ở đây. Còn ngược lại ở đây else thì thông báo n là gì? N không là nguyên. Đây là nhé, đây thông báo luôn đây. Dùng dùng cái lúc dùng cái hàm này. Đấy. Thông báo là số nguyên. Nhưng mà n chúng ta là số nguyên. Còn ngược lại thông báo là không là số nguyên. Không là nguyên. Không là số nguyên. Chạy thử như này nhé. Đây là số nguyên đây này, hiểu nào? Bây giờ cho nhập n đây, lại nhập n là 4.7 chẳng hạn. Kiểm tra nhé. N không là số nguyên. Thấy không nào? Bây giờ chúng ta muốn là con mèo nó ghi rõ là 4.7 không là số nguyên thì làm thế nào? Đấy, thì đó là cách chúng ta có thể ghép nối hai cái sâu lại với nhau. N coi như là một sâu. Tôi dùng cái hàm sau đây, chúng ta nhớ lại có cái việc ghép nối sâu dùng cái hàm join nhé. Nên cái hàm này là cái hàm nối sâu này nhé. Thì sẽ báo là n không là số nguyên. Đấy, hay là n là số nguyên thì tôi chỉ việc tôi kéo cái này vào n đây nhé. N tôi viết đây là n là số nguyên, là số nguyên. Đó. Và tôi đưa cái này vào đây. Thấy không nào? Bây giờ tôi copy cái này sang bên này. Để sang đây và nên tôi viết sửa lại chỗ này là không là số nguyên. Không là số nguyên. Kiểm tra bấm vào đây kiểm tra nhé. Đây này. 4.7 không là số nguyên, thấy không nào? Nó ghi rõ ràng ở đây này. Bây giờ nhập vào là 10 chẳng hạn, thông báo kiểm tra nhé. Này, 10 là số nguyên. Đấy, như vậy. Nhưng mà đây là kỹ thuật rất là hay, là tôi có thể ghép hai sâu lại mà một sâu đó chính là số n. Thì cái lệnh này rất hay sử dụng luôn. Cái lệnh nối này, lệnh join như này. Tôi xem tiếng Việt nó là cái gì nhé. Một số bạn thích tiếng Việt đây, thích tiếng Việt vào đây. Cái này nó gọi là kết hợp. Hôm trước tôi đã được dùng được cái hợp này là không hay lắm, phải dùng từ nối, ghép nối lại với nhau thì hợp lý là dùng từ kết hợp thôi được. Nhưng mà là nếu n bằng làm tròn n thì là ta nối hay lại là nói là n là số nguyên, còn ngược lại nếu không thì nói là n là không là số nguyên. Bài này bây giờ tôi ghi lại nhé. Bài chính là bài là vừa đấy đấy. Bài 1 này. Kiểm tra số nguyên. Hôm trước đã làm rồi. Rồi. Mà các bạn thấy không? Nhưng mà chúng ta thấy là đây chính là một cái đây chính là một cái này chính là một bước logic đấy. Đấy. Thì bản thân cái biến ấy, cái biến ở trong Scratch thì nó không có chức năng là tạm cái biến là nhập, tức là tạm cái biến mà gán là giá trị là logic, nhưng mà nó cho phép chúng ta nó có ba cái lệnh so sánh rất quan trọng đấy, lớn hơn, bằng và nhỏ hơn, cho phép chúng ta dùng ba lệnh đó chúng ta tạo ra cái biến, tạo ra một cái kiểu dữ liệu logic. Rồi thì chúng ta làm một cái bài như này nhé, làm một cái bài tập nữa nhé. Đây chúng ta làm thử bài tập sau đây này. Bài tập này là bài tập liên quan đến đếm nhé. Đây bài tập nhỏ thôi, là cho trước số n, bây giờ đếm đếm xem là n có bao nhiêu ước số thực sự của n. Ước thực sự là cái gì? Ước thực sự là cái ước mà nhỏ hơn n. Ước thực sự là theo định nghĩa là ước mà nhỏ hơn hoặc hẳn n. Đấy. Được chưa? Thì ta đếm thì bài này là bài vừa kiểm tra xem là như vậy chúng ta phải đi tìm tất cả các cho tạo ra biến k chạy từ 1 đến n trừ 1. Đến n trừ 1 đúng không? Và kiểm tra xem k có phải là ước của n không. Nếu là đúng là ước của n thì chúng ta sẽ đếm là có một cái biến đếm và sau chúng ta thông báo nhé.
Đấy, thì bài tập này chúng ta làm đơn giản như sau. Đây, đây là bài tiếp theo nhé, bài số 2. Vì nó liên quan đến cái việc là để kiểm tra số nguyên tố, kiểm tra cái số là làm một cái ước số thì vẫn là một cái kiểm tra bằng số logic. Thì chúng tôi làm, ta sẽ new một cái mới nhé, mới đây. Rồi, vẫn là con mèo nhé. Bây giờ chúng ta tạo một cái biến là n đi, n nhé. Ban đầu chúng ta là biến n là cái số ban đầu nhập vào từ bàn phím đấy nhé, nhập vào ban đầu n nhé. Một cái biến thứ hai là biến k, này là cái biến chạy, là cái biến k là cái biến rất quan trọng, là biến chạy. Và cái biến thứ ba nữa là cái biến dùng để đếm nhé. Thì tôi dùng cái biến là đếm. Đây là dùng tiếng Việt. Còn tiếng Anh thì hay dùng cái từ là cao, cái biến cao là hay dùng để làm biến đếm, thì tôi dùng tiếng Việt nhé, đếm. Đếm. Được chưa? Thì mặc định tất cả cái biến chúng tạo ra là biến tổng thể hết, nó lại biến cho tất cả các nhân vật, thì biến này nó lại biến tổng thể. Còn bên này này, chỉ cho nhân vật này thì biến này là biến riêng. Chúng ta hãy chúng ta là chưa học đến biến riêng, chỉ học biến tổng thể thôi nhé. Ok. Vậy là có ba cái biến là biến đếm, biến k và biến n nhé. Đây là hiện ra này, biết tôi bật tắt đi nhé. Đấy. Tôi làm như sau này, đây. Ban đầu tôi gắn đây là bất kỳ nhé. Đây, tôi gắn đầu tiên tôi gắn này, đây, đặt nhé. Ví dụ là tôi đặt n là bằng 100 chẳng hạn, và tôi kiểm tra xem là như vậy. Kiểm tra xem là 100 có bao nhiêu là ước thực sự của 100, tính từ 1 trở đi. Được chưa? Thì ta dùng cái biến đếm và biến k nhé. Thì ban đầu chúng ta đặt cái biến đếm là 0. Đếm đặt là 0. Sau đó là biến k tôi đặt là 1, là ban đầu k chạy đặt là 1. Và tôi lặp là n chỉ 1 lần. Thế là đây cũng đây là 99 lần đấy. Phải lặp cho k chạy từ 1 đến n chỉ 1 mà kiểm tra nhé. Chúng ta lặp, chúng ta lặp, cứ lặp như thế này nhé. Thì chúng ta làm lệnh lặp là như sau, lặp đây. Chúng ta phải điều khiển nhận ra dụng lệnh là lặp. Lặp bao nhiêu lần? Lặp là n chỉ 1 lần. N chỉ 1 là một cái biểu thức. Tôi vào đây, tôi vào các phép toán và chọn phép trừ ở đây. Đấy. N chỉ 1 lần nhé. Đây, chúng ta gọi kéo n vào. Thật ra thực tế là không cần thiết hết phải lặp n chỉ 1 lần đâu. Chỉ cần lặp ít hơn, nhưng mà thôi được, chúng ta làm chỉ cần lặp là n chia 2 thôi, nhưng mà thôi được, tôi để đây. N đây nhé, đây. Lặp n chỉ 1 lần. Và lặp như vậy chúng ta tăng k lên một đơn vị, tăng k từ 1 tới n đến n chỉ 1 thì dừng lại. Và kiểm tra xem nếu mà là k là ước của n thì tôi tăng cái biến đếm lên một đơn vị, thì đó là cái biến đếm có ý nghĩa như vậy nhé. Rồi làm sao này? Tôi làm như sau, tôi dùng cái lệnh if đó, nếu if nếu này. Nếu gì? Nếu mà lại n là k là ước của n thì cái điều kiện là cái gì? Điều kiện là k là ước của n chỉ khi mà là số dư của phép chia cho n cho k bằng 0. Đấy. Tức là khi mà ta cho dấu bằng ở đây, nhé, bằng ở đây này. Khi mà phép dư của n chia cho k chính là cái phép toán này, chính là cái phép toán 1 đây này. Này, lấy số dư này, đây chính là 1 nhé. Lấy dư. Đấy, chuyện này. Đây chính lệnh 1 đấy, nhân lệnh 1. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta nếu mà n chia cho k nhé, chia cho k mà bằng 0. Đấy. Nếu đúng không? Nếu n đây là phép dư này, nếu lấy số dư n chia k, đây chính là cái hàm n mod k đấy bằng 0, thì chúng ta tăng đếm lên một đơn vị, chúng ta thay đổi, chúng ta change biến đếm lên một đơn vị đây, một đơn vị. Đó. Đây chính là cái đoạn mà lặp sau khi mà kiểm tra xong thì chúng ta sẽ lặp này, chúng ta sẽ tăng k lên một đơn vị, k đây, tăng k lên, hay đặt mà là thay đổi k lên một đơn vị rồi đưa vào đây. Đấy. Thì cái vòng lặp này này, lặp này là mỗi lần bắt k từ 1 nhé, và sau lần kiểm tra chúng ta tăng k lên một đơn vị, và lệnh kiểm tra này là kiểm tra là nếu mà k chia cho n tăng biến đếm lên một đơn vị, thì sau lệnh này thì đếm chính là cái đáp số. Đây, chúng ta sẽ dùng cái lệnh này. Đây chúng ta viết là gì, là số n có bao nhiêu ước số. Đây, chúng ta viết dài nhé, chúng ta viết là
Đây, chúng ta mặc định này. N. N có đếm ước số thực sự. Như vậy ta phải nối 3 lần đấy. N có K có đếm ước số thực sự, chúng ta phải viết như là 4 lần. 1 2 3 4, đây là N nhé. Kiểm tra này. N này nhé. Có này. Đấy, có bao nhiêu? Đếm đếm ở đây ước thực sự đấy. Vậy là mình thức kết hợp rất là dài nhé, ra đưa vào đây đó. Thì đây chính là cái bài mà chúng ta cần phải thực hiện đây. Bây giờ cho N100 ra là có 8 ước thực sự, vì tôi kiểm tra VN bằng bằng 2 nhé, chứ là chỉ có 1 thôi. Đấy, đúng rồi đấy. VN bằng 4 thì nó sẽ có 2, là có 2 là 1 và 2 thôi. Đấy. VN bằng 10 thì nó chỉ có là 1 2 5, vậy nó có 3. Đấy. Đây chính là cái bài toán là gì? Là cho trước số N và kiểm tra xem là số N có bao nhiêu ước thực sự. Thấy không nào? Thì nếu mà ước thực sự này mà số lượng ước thực sự mà bằng đúng 1 thì N nó chính là số nguyên tố. Thì bài này cũng là một cái bài dùng để kiểm tra xem N có phải nguyên tố hay không đấy. Nếu mà cái đếm này, bên đếm này bằng 1 thì N chính là nguyên tố. Còn bên đếm này mà lớn 1 thì N không 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 thì N nó sẽ là nó không phải là nguyên tố. Bây giờ chúng ta ghi vào đây nhé, chúng ta ghi vào bài số 2. Bài số 2 hôm nay là đếm đếm số ước thực sự của N. Đấy. Được chưa? À, như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau từ hôm trước đến hôm nay chúng ta cùng nhau làm quen với khái niệm là biến. Và chúng ta làm một số các bài tập đơn giản liên quan đến số học, liên quan đến giải toán. Tất nhiên là cái phần này mình đi sâu hơn nữa thì có nhiều bài tập hay nữa. Đấy. Nhưng mà theo tôi là cái phần mà giải toán này thì thật ra là không thật hấp dẫn với học sinh đâu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang một phần tiếp theo là chúng ta học làm một số những cái chương trình mà có ứng dụng của biến. Cái này là cái quan trọng, cái này là cái tôi muốn làm, tôi muốn nói rất quan trọng của phần này. Tức là chúng ta khi chúng ta có cái biến rồi thì có rất nhiều bài toán, rất nhiều cái chương trình mà trước kia chúng ta từ đầu giờ chúng ta làm chúng ta cứ phải cố gắng làm thôi, nhưng mà nó không làm nổi hoặc là nó không thật là hay, hoặc là rất là gượng ép. Thì bây giờ có cái biến này vào, nó làm cho chương trình của chúng ta nó rất là dễ dàng hơn hẳn, và làm chúng ta có thể có nhiều rất là sức mạnh, có thể làm ra phần mềm rất là hay. Giờ bây giờ chúng ta cùng nhau làm một số chương trình nhé, mà chương trình này nếu mà không có biến ấy, thì chúng ta sẽ không thể làm được. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm những chương trình mà liên quan đến trò chơi hay ho một tí, đúng không, để chúng ta thấy nó hay nhé, là cái ý nghĩa của cái biến. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm đọc sau đây này, như này nhé. Bây giờ chúng ta là cũng mô phỏng như này, như sau nhé. Cái bài tập này là cái bài tập mà đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta sẽ dùng biến nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cho con mèo là di chuyển nhanh ở trên màn hình nhé, và góc cạnh thì là quay lại. Thì chúng nghe dễ hiểu rồi nhé. Nhưng mà hay là chúng ta sẽ nháy chuột lên con mèo, được chưa? Nháy chuột lên con mèo và nháy chúng thì con mèo nó kêu meo một cái, thế thế cũng được rồi, cũng là cái hay rồi. Nhưng mà hay hơn nữa nhỉ, hay hơn là việc chúng ta cần phải ghi điểm cho mình, có điểm số. Khi chúng ta nháy vào con mèo thì điểm số tăng lên một đơn vị. Như vậy là khi kết thúc rồi trò chơi thì người nào mà càng nhiều điểm thì chứng tỏ người đó là càng dùng chuột giỏi, càng đánh mèo hay. Đấy, được chưa? Thì đây là một bài tập rất đơn giản thôi nhưng mà rất là hay. Và hay hơn nữa là chúng ta sẽ kiểm soát thời gian cho chơi. Trò chơi này chỉ được chơi trong đúng là 1 phút. Quá 1 phút thì dừng lại. Đó. Như vậy đây là một trò chơi mới, chương trình rất đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta sẽ phải dùng cái chương trình này mà hôm trước chúng ta làm chúng ta không thể làm nổi. Rất là khó làm, làm biết làm mà tính điểm được. Làm thế nào mà để kiểm soát được thời gian chơi của trò chơi
Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng biến nhớ để chúng ta làm chuyện đó nhé. Thì các bạn chú ý nhé. Rồi thì chúng ta làm, bây giờ chúng ta phỏng con mèo di chuyển ngẫu nhiên đã này nhé. Rồi bây giờ chúng ta vào hành trình luôn nhé. Đây con mèo đây nhé. Bây giờ chúng ta cho mèo sẽ lập tức, đầu tiên chúng ta cho mèo nằm ở vị trí ở giữa cái màn hình đây. Chúng ta cho mèo ở vị trí là 0 0, sau đó chúng ta sẽ cho mèo là di chuyển liên tục góc cạnh để quay lại. Đây chúng ta làm cái lệnh này, chúng ta vào cái lệnh là điều khiển đây và cho mèo nó lặp liên tục đây nhé. Mèo sẽ di chuyển về phía trước là 10 bước đấy, góc cạnh thì quay lại đây. Cái từ này là cái từ là lệnh, này lệnh là bật lại nếu cặp chạm cạnh đấy. Đấy, đây được chưa, thử nhất nhé. Cái này nó ngang quá, mình làm thế nào để cho nó khỏi ngang thì cái rất hay nhé. Chúng ta sẽ làm như sau này, chúng ta sẽ có một lệnh mới sẽ học là cái lệnh như sau đây, lệnh là cho con mèo nó hướng về một hướng ngẫu nhiên ban đầu đấy. Thì ở trong cái phép toán nó có một cái lệnh rất hay là lệnh là lấy ngẫu nhiên đó. Đây lệnh rất hay, đây là lệnh rất hay sử dụng luôn, dùng để tạo cái sự ngẫu nhiên của chương trình và rất nhiều những cái bài toán cần phải lấy dữ liệu ngẫu nhiên ấy, thì đây chính là cái bài, chính là cái lệnh rất quan trọng nhé. Đấy. Thì bây giờ đầu tiên chúng ta cho mèo sẽ quay về một hướng ngẫu nhiên đấy. Thì chúng ta vào lệnh này, chúng ta vào cái lệnh là chuyển động, dùng cái lệnh là đặt hướng bằng đây, thì mặc định của nó sẽ là 90 độ. Bây giờ chúng ta cho cái này vào đây và cho con mèo nó là có cái hướng là mặc định ban đầu là ngẫu nhiên từ 1 cho đến là 360 độ, như vậy là cái hướng nó là hoàn toàn là ngẫu nhiên trong màn hình nhé. Đấy. Mày hôm trước học thêm cả một lệnh nữa, lệnh là lệnh tiếng Anh là lệnh random đấy, lệnh rất rất quan trọng, lệnh random này, lệnh ngẫu nhiên này. Chúng ta cho là từ 1 đến 360, như vậy nó là hoàn toàn nó ngẫu nhiên trên màn hình luôn. Chúng ta đặt cái này ở đầu đây. Đấy. Cho lên đầu đây. Đấy. Chạy thử nhé. Đây này. Đấy. Thấy không nào? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm. Chúng ta sẽ nháy chuột vào con mèo, thì con mèo nó kêu mèo. Thì làm trước đó rồi, chúng ta phải tạo ra một sự kiện mới, không phải là cái này nữa. Thì cái sự kiện chúng ta nháy chuột lên con mèo là sự kiện nào? Chúng ta vào cái nhóm là sự kiện. Đây, sự kiện. Và chúng ta là cái chọn này. Khi bấm chuột lên nhân vật đây. Thì khi tôi muốn là khi bấm vào con mèo thì con mèo nó kêu meo một cái và điểm số chúng ta sẽ tăng lên một. Đấy. Nhé. Thì ở đây tôi làm như sau, tôi sẽ cho âm thanh và cho mèo nó kêu meo một cái đây. Bắt đầu âm thanh là meo, được chưa? Nhưng mà tôi muốn là mỗi lần mà tôi nháy chuột lên mèo thì tôi phải tăng điểm lên một đơn vị, thì đó chính là cái điểm số. Thì như vậy là biến nhớ là biến ấy là một cái công cụ đầu tiên là dùng để mà ta tạo điểm trong trong trò chơi. Cái này là cái rất hay sử dụng luôn. Được rồi, bây giờ tôi tạo một cái biến nhá. Đây, tạo một cái biến là đặt tên là score. Đây là cái biến hay dùng nhé, score. Biến gọi là biến điểm đấy, điểm điểm số đấy. Khi làm phần mềm trò chơi sẽ dùng cái này. Bạn chú ý nhé, score. Thường score để ngay trên màn hình luôn. Thì đây là cái chỗ chức năng cho phép chúng ta là trên màn hình chúng ta quan sát được cái biến này. Ban đầu tôi là không đây. Tôi đặt ban đầu, tôi đặt cái biến score của chúng ta đặt bằng 0 nhé. Tôi để đánh đầu đầu ở đây. Như vậy là khi bắt đầu trò chơi thì nó sẽ là bằng 0. Được chưa? Score ở đây nhé. Đó. À, tôi có thể đây nó có 3 cách. Đây là cách hiển thị bình thường. Còn hai cách nữa là cách hiển thị lớn là như thế này, to. Cách thứ ba là hiển thị và có thể nhập được trực tiếp. Đây này, cái này là cách chúng ta không dùng. Cái này là thỉnh thoảng chúng ta sẽ dùng như ở bài khác, bài này thì không. Đây là cách mà chúng ta có thể trực tiếp là nhập dữ liệu, nhập cái biến này ngay trên màn hình, như là bài khác, bài này không cần. Tôi chọn lại là chế độ là đọc lớn nhé. Đây chính là cái điểm số của người chơi. Được chưa? Rồi thì làm như sau này. Thì ban đầu chúng ta đặt, khi bắt đầu chơi đặt là score nó bằng bằng 0. Như này là khi mà chúng ta nháy chuột lên con mèo thì ta tăng này lên một đơn vị. Chúng ta dùng lệnh là thay đổi score lên một đơn vị, thì đây chính là cái lệnh mà tăng điểm số lên một đơn vị. Thấy không nào? Vậy thì chương trình của ta nó có hai cái đoạn, hai liên quan đến hai sự kiện rất quan trọng nhé.
Đấy. Cái đây là một cái, đây là một cái trình khó hơn hôm trước đấy, mà nó ra chính xác. Chúng ta chơi thử nhá. Đây này, bấm vào đây này, tôi bấm vào nhá. Đấy, tăng lên một chưa, hai, thấy chưa, không to này. Đấy, đấy, khó nó cũng dễ đâu à nhá. Rồi, thấy không nào? Thì như vậy là đây là một trò chơi đây. À, bây giờ tôi làm tiếp tục nhá, thêm điều kiện nữa này. Thế này là rất hay rồi đúng không? Nhưng mà tiếp tục nữa là tôi muốn trò chơi này chơi trong đúng là 1 phút thì dừng lại. 1 phút và dừng lại. Và mà khi mà dừng lại thì con mèo sẽ kêu một tiếng. Mèo sẽ kêu là meo meo. À, thoát nạn rồi, ví dụ thế, mèo không bị đánh nhưng mà mèo kêu là meo meo thoát nạn rồi, và chương trình dừng lại và điểm số hiện trên màn hình kia, à, ta biết là bao nhiêu điểm. Thì cái bài này cho trẻ con chơi lại, cháu nào hay em nào mà chơi xong mà điểm cao nhất, chứ thầy em đó rất là giỏi về trò chơi mà tập chuột rất là nhanh, rất là hay. Thế đây là một trò chơi rất là ngắn thôi nhưng mà nó làm trò chơi hoàn chỉnh. Thì các bạn có thể là lập trình cái này và cho em của mình, cháu của mình chơi được rồi. Đây là một cái, đây là một ví dụ một cái trò chơi hoàn chỉnh rồi. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả cái lệnh là để kiểm soát cái thời gian nhé, rất là hay luôn. Chúng ta phải dùng một cái biến nhớ để đo thời gian chạy đó, đo thời gian chạy. Và thông thường ấy thì cái việc đo thời gian có thể làm ngay trên màn hình con mèo cũng được, nhưng mà thông thường nhé, tôi nói luôn để cho chúng ta nhớ này. Thông thường tất cả những cái lệnh mà liên quan đến kiểm soát thời gian thì thông thường dành cho sân khấu. Sân khấu thông thường là nơi để mà ta kiểm soát hệ thống của chương trình. Thì những cái thông tin như là thông tin như là thời gian ấy thì thông thường là chính là sân khấu là cái nơi mà ta kiểm soát thời gian. Rồi. Bây giờ làm như sau này. Thời gian thì tôi không cần ghi trên màn hình, tôi tạo một cái biến thời gian, tôi đặt một cái biến thời gian, tôi đặt tên nó là, ví dụ như là tên là timer chẳng hạn, timer. Đấy. Thì bên này là biến thời gian, cứ sau 1 giây nó tăng lên 1 đơn vị nhé. Nhưng mà đây là cái thời gian để tính xem là đã chơi bao nhiêu giây rồi, và cứ đúng 60 phút, 60 giây thì dừng lại, được chưa? Thì tôi có thể để lên màn hình được, tôi để cái timer ở đây cho nó dễ. Đó, như vậy là bên trái này là điểm số nhé, bên phải là timer, là thời gian, chúng ta sẽ quan sát thời gian. Thì bây giờ tôi sẽ có 2 cách chúng ta làm ngay bây giờ. Một cách là ta đo thời gian theo chiều xuôi. Ban đầu timer là 0 và nó tăng lên 60 để dừng lại. Còn cách thứ hai chúng ta làm là đếm ngược. Timer ban đầu là 60 và cái dừng lại đến 0 để dừng lại. Có 2 cách nhé. Được rồi, thế bây giờ chúng ta làm như sau. Này. Chúng ta vào đây nhé. Đây, chúng ta vào đây sân khấu. Sân khấu sẽ là nơi mà kiểm soát thời gian. Được chưa? Rồi, thế bây giờ bắt đầu chơi đây. Nha. Thì khi bắt đầu chơi thì chúng ta sẽ đặt cái biến timer là bằng 0. Bây giờ chúng ta làm chương trình là biến là đếm xuôi nhé. Đấy. Sau đó là nó sẽ đếm xong suốt thì đó là nó đếm, nó đếm cho đến khi nào mà cái biến timer bằng bằng 60 thì dừng lại, và sau 1 phút thì nó đây là như sau nhé. Chúng ta làm lệnh sau đây này. Đây. Chào thầy. Mà chúng ta vào điều khiển, chúng ta dùng cái lệnh là đây, dùng cái lệnh là lặp lại cho đến khi nhé. Tức là lặp cho đến khi nào thì dừng lại. Đấy, cái này là cái lệnh lặp, cái lệnh này là khác lệnh lặp này nhé. Cái lệnh này là cái lệnh lặp này là lặp liên tục, loại forever, là lệnh lặp liên tục không bao giờ dừng. Con này là lặp mà nó khác lệnh lặp này, nó thể được 3 lệnh lặp. Đây là lệnh lặp, là cái lệnh lặp mà với số lặp là cố định cho trước. Còn đây là lặp liên tục. Còn đây là lặp cho đến khi nào mà cái này đúng thì dừng lại. Đấy, cái này chúng ta dùng cái này nhé. Đấy. Thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ lặp liên tục cho đến khi nào mà cái timer bằng 60 để dừng lại. Đó, chúng ta để vào đây nhé. À, chúng ta để vào đây. Và thời gian chạy là như sau. Là cứ sau 1 giây thì timer tăng lên 1 đơn vị. Thì chúng ta làm sao? Chúng ta dùng cái lệnh điều khiển và cái lệnh là đợi 1 giây. Và sau 1 giây thì chúng ta tăng cái biến timer lên 1 đơn vị. Đấy.
ta dùng thay đổi. Sau mỗi giây thì ta tăng lên một đơn vị, đúng nào? Như vậy là sau đúng 60 giây, đúng 1 phút là 60 giây thì một vặn là cái timer tăng lên 60 dừng lại. Thì để vào đây dừng lại khi nào? Dừng lại khi mà timer bằng 60, gọi là một phép so sánh, làm phép logic. Chúng ta vào đây và chọn cái phép so sánh. Các bạn luôn nhớ có ba cái lệnh, là ba cái toán tử so sánh nhé, là lớn hơn, nhỏ hơn và bằng. Ba cái này là rất hay sử dụng nhé. Ở đây chúng ta dùng là khi là dừng khi mà cái timer này nó bằng đúng 60 thì dừng lại. Ta bỏ đây, chúng ta gọi 60 hay không nào, mà chúng ta dừng lại đây. Thì khi nào đến đúng 60 thì nó sẽ dừng lại, thấy không nào? Như vậy đây chính là cái đồng hồ thời gian, cái này rất hay sử dụng luôn, được chưa? Rồi thế bây giờ tôi sẽ kiểm soát khi dừng lại thì sao. Khi dừng lại tôi muốn là khi dừng lại thì mèo nó sẽ kêu là xong rồi, thích quá vậy như xong rồi. Thì ở đây biến đếm sẽ biến đếm là chúng ta biết là chúng ta là bạn được bao nhiêu điểm. Rồi làm như sau này, khi mà xong rồi thì mèo kêu, làm sao mà biết xong rồi được? Đây chúng ta vào đây. Đấy, chúng ta vào con mèo nhé, quay lại mèo này. Thì ở đây chúng ta sẽ phải sửa lại một chút, sửa hành trình, không phải là liên tục nữa, mà chỗ này sẽ lặp, mèo sẽ di chuyển liên tục mà sẽ lặp cho đến khi nào mà timer bằng 60 thì dừng lại. Đấy, thì tôi đã thay cái này, thay liên tục được bằng cái này, bằng lệnh là lặp cho đến khi, đây, lặp cho đến khi nhé. Lặp cho đến khi là timer bằng 60. Đây, timer đâu rồi? Bằng đây nhé, bằng lặp cho đến khi mà cái timer bằng 60 thì dừng lại. Bằng 60 thì dừng lại. Thấy không nào? Và tôi thay cả cái này đi. Đưa cái này vào đây. Đây. Như vậy chỗ này là cái đoạn này là chương trình là mèo nó chạy là không phải là vĩnh viễn, mà nó chỉ chạy cho đến khi nào mà cái timer 60, các bạn thấy không? Đề chỗ rất quan trọng, cái chỗ mà chúng ta dùng biến nhớ mới làm được, không nhớ chúng ta không làm nổi. Và khi mà thoát khỏi cái lệnh này là mèo đã làm xong, chương trình đã dừng lại rồi đấy, thì mèo sẽ kêu là thích quá, mèo kêu nhé, mèo xong rồi, thích quá, đỡ phải bị ấy nữa mà, xong rồi thích quá. Và chúng ta cho mèo, kêu mèo này một tiếng nhé, âm thanh đây, cho mèo ở chỗ này đấy, mà cho dừng sau 5 giây nó dừng lại. Đấy, mình chúng ta thử chơi để nhớ nhé. Đây bắt đầu chơi này, bắt đầu này đấy, có thấy trò chơi tăng không nào, timer tăng này đấy. Ôi, sao nó chạy ngang như này nhỉ? Thôi được, đúng là nó chạy ngẫu nhiên. Thôi được đấy. 16 rồi nhé, để một phút lâu quá, tôi sửa lại để 30 giây cho nhanh thôi nhé. Đấy, thế đợi cho đến một phút xem mèo kêu như nào nhé. Đây, sẽ cứ đợi cho mèo. 34 rồi, 35 rồi, 36 rồi, thế như vậy. Đây là thời gian xuôi, tức là thời gian nó chạy từ dưới lên. Lát nữa tôi sẽ sửa lại để thành thời gian là chạy ngược. Có thể dùng cái nào cũng được, ngược và xuôi đều được cả nhé. Không có gì là nó rất là hay đấy. Thế đây là cái bài đầu, một cái trò chơi hoàn chỉnh đầu tiên mà sử dụng biến nhớ nhé, rất quan trọng luôn. Và các bạn, những cái làm cái bài này các bạn nhớ mãi, tất cả các bài sau này đều dùng cái cách này hết nhé. Đấy, khi mà 60 nhé, lập tức là dừng lại và mèo nó kêu xong rồi, thích quá, và chúng ta được 8 điểm, thấy không nào? Đó, như vậy chúng ta xong một bộ trò chơi nhé. Bây giờ chúng ta ghi cái này thành cái trò chơi số 3, là trò chơi tập chuột đánh mèo nhé, được chưa? Bây giờ tôi sửa lại một chút cái trò chơi này. Trò chơi này của chúng ta là thời gian của chúng ta là, như chúng ta biết cách đếm thời gian rồi, như không? Đây chúng ta dùng vào, chúng ta vào cái này, chúng ta cái đếm thời gian. Đây là cái này. Bây giờ tôi sẽ làm ngược trở lại. Bây giờ tôi sẽ làm cái trò chơi này mà tôi làm vẫn là trò chơi của chúng ta vẫn là một phút, thật ra sử dụng là 30 giây đi, nhưng mà nó sẽ là đếm ngược thời gian, cũng có hay của nó. Sửa như sau này, tôi sửa bắt đầu đây sẽ là 30, được chưa? 30 và lặp cho đến khi mà timer bằng 0 thì dừng lại. Như vậy nó đây là đếm ngược từ 30 xuống,
Và sửa chỗ này này, thay đổi thời gian một một cái đại lượng không phải là một mà gì, có thể là trừ một, vậy nó sẽ giảm đi, thấy không nào? Sửa lại nhé, chỗ này là 30 này, chỗ này là timer bằng 0 này, như vậy là nó đếm ngược, đếm ngược. Còn chỗ này là thay đổi một cái lượng thời gian là bằng trừ một, như vậy nó sẽ đếm ngược. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại đây, và con mèo bảo chúng ta sửa ở đây, sửa ở đây là lặp cho đến khi mà timer không phải là 60 mà timer bằng gì, bằng 0. Đó thì như vậy bài tập thế thôi, nhưng mà nó hay, cũng là vẫn là bài, vẫn là cái bài đó, nhưng mà thấy rất là hay nha, chúng ta chơi thử này. Đấy, thấy không nào? Và bây giờ là thấy đếm ngược không? Thật nhanh nhé, ai bấm nhanh người thắng nào. 7 điểm rồi, 8 điểm rồi, 9 rồi, 10, 14 điểm rồi. Bạn nào mà càng giỏi thì là bấm chuột nhanh thì càng thắng nhé. 18 điểm chưa? Còn lại 4 giây, 3 giây, 2 giây, 0 giây. Đấy, như vậy là xong. Xong rồi, thích quá. Như vậy là khi mà 0 giây thì chúng ta bấm mèo nó... Ôi, nó vẫn kêu, như vậy vẫn sai thế này. Bấm vào mèo dừng lại, bấm vào nó vẫn kêu, chúng ta phải sửa lại một chút chỗ này nhé. Chỗ này bị sai. À, mình như vậy bị sai, chúng ta sửa lại như sau này. Khi bấm vào mèo này không phải không kêu đâu thì mới đúng này. Chỗ này sửa lại nhá. Đó. Bài mới cũng bị sai, các bạn sửa lại cho tôi nhá. Chỗ này là khi vì đây là hai sự kiện khác nhau. Sự kiện này là sự kiện là nháy chuột lên lá cờ, còn đây là nháy chuột lên con mèo. Đó. Thì cái sự kiện này này, bấm chuột vào luôn luôn là nó sẽ tăng điểm lên. Và nó không dừng khi mà hết mà cơ mèo hết chơi. Như vậy chúng ta sẽ phải sửa một chút ở đây nhé, thì nó mới lại yên tâm. Rồi sửa như sau này, rất đơn giản thôi nhé. Chúng ta chỉ làm thêm một cái lệnh nữa thôi, là kiểm soát cái lệnh này nó chỉ ăn khi mà thời gian hãy còn thì mới ăn, nhưng khi thời gian mà lớn không thì mới còn ăn, mà không thì thôi. Nhưng mà chúng ta làm như sau, bây giờ chúng ta bài này nhé, chúng ta sửa lại, chúng ta thêm lên một cái lệnh nếu nữa, if đây, if ta đưa cả hai ngày vào đây. Đấy. Nếu như đây là chúng ta đang làm, đây là bài thời gian đếm ngược. Vậy nếu khi nào chúng ta nhấn chuột vào thì là mèo nó kêu và được tăng điểm lên khi mà thời gian đang còn chơi, khi mà timer lớn hơn không. Đó. Chúng ta sẽ vào đây, chúng ta chọn là khi timer lớn hơn không. Đây. Khi mà timer lớn hơn không thì ta làm. Rồi, chúng ta sửa lại nhé. Chúng ta vào cái biến ta gọi là cái timer đặt lớn hơn không. Đó. Timer lớn không thì mới cho mèo, thì mới kích chuột vào thì mèo nó mới tăng điểm. Còn khi hết chương trình rồi, khi mèo cũng thích quá rồi này thì thôi nhé. Bây giờ ta lại bài này nhé. Đây là bài tiếp theo, sửa sau nhé. Đây là bài tiếp theo, là bài số 4. Vẫn là trò chơi nhưng mà là gì, thời gian đếm ngược. Bài này mới đúng nhé, cái bài 3 luôn bị sai thì sửa xong. Chị thử cho bạn xem nhé, xem đúng không nhé, đây này. Rồi, lại nè. Đây. Đấy. Giây, 5 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây, dừng lại, bị bấm vào không kêu này. Đấy, thấy không nào? Như vậy bấm vào không kêu đâu, vì bây giờ chúng ta đã kiểm soát đúng rồi. Nhưng bài này là bài đúng rồi nhá. Đấy, bây giờ bài này là bài đúng rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ mở lại bài đúng nãy ra, tôi sửa lại bài đấy vẫn bị sai. Bây giờ tôi mở lại cái bài số 3. Bài đâu nhỉ? Sửa lại bài số 3 tôi bị sai. Cái bài số 3 đấy cũng bị sai nhé. Bài số 3 là như thế này. Là chỗ này khi mà hết thời gian rồi thì mèo nó vẫn bấm vào đây, mèo nó vẫn tăng điểm. Mình ta sửa chỗ này. Sửa lại bài này là bài này là thời gian tăng lên mà. Sửa lại như sau này. Là đây, sửa lại như nào? Sửa lại. Đây. Các bạn sửa lại nhé. Chỗ này này. Là khi nào chúng ta nhấn chuột vào thì mèo nó kêu và tăng điểm lên khi mà thời gian còn nhỏ hơn 60. Đó, bằng 60 thì thôi mà.
chúng ta vào đây, chúng ta dùng lệnh là đưa đây thêm lệnh if nữa vào đây, if nếu nhá, đưa cái này vào đây, nếu gì, nếu mà thời gian nhỏ hơn 60 thì mới làm. Chúng ta vào phép toán đây, chúng ta chọn là nhỏ hơn. Đấy, như vậy là biểu thức logic nhé, nhỏ hơn này đó. Và đây chúng ta chọn là timer, khi mà timer mà nhỏ hơn 60 thì còn không, chúng ta sửa thành 30 nhé, 30 nhé. Và chỗ này sửa thành như này là 30. Đấy, các bạn sửa một chút nhé. Và bên này chúng ta đặt lại cái này là 30. Rồi. Bây giờ xong rồi đấy nhé. Đây là bài số 3, tôi ghi lại bài số 3 cho thật chính xác. Bài số 3 nhé. Đây. Nào chơi thử nào. Đây. Thời gian này nhé. Thời gian này tăng 2 3 4 này. Khi mà nó 30 thì dừng lại. Đấy. Ủa, mèo nó nhanh quá. Được chưa? Đấy, sao rồi thích quá này. Khi mà thời gian tăng lên 30 thì dừng lại nhé. Là chúng ta 2 3 điểm bấm lên bên hông kêu này. Đấy, bấm vào bên hông kêu nữa. Như vậy là điểm đúng đấy nhé. Các bạn về sửa lại nhé, làm cái bài như vậy. Đây là hai cái bài mà làm một trò chơi đơn giản, mà làm một trò chơi hoàn chỉnh đầu tiên của lớp chúng ta đấy nhé. Trò chơi này là hoàn toàn có thể làm trò chơi vui vẻ cho học sinh, cho các trẻ em khoảng là 5 6 tuổi có thể chơi được rồi nhé. Và các em có thể thi đua xem là bạn nào là chơi trong thời gian là một nửa phút, ai là bạn nào là điểm điểm cao nhất thì được thưởng cái gì đó, thưởng kẹo chẳng hạn. Đây là một trò chơi, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở rộng cái bài, chúng ta vẫn làm theo cái bài tập này nhưng mà chúng ta vẫn theo hướng này, mà chúng ta cho vào những cái điều kiện, cho vào những cái hoàn cảnh cái trò chơi khác nhau cho nó hay, được chưa? Như vậy đây là một cái hướng rất là hay, một cái hướng mà các bạn chú ý là cái hướng là gì, là sử dụng biến nhớ để làm những cái việc khác nhau. Bây giờ tôi sẽ làm cái bài tập nữa nhé, vẫn là một trò chơi thôi, là trò chơi này vẫn là click chuột thôi, nhưng mà nó sẽ có cái hay riêng của nó là như sau nhé. Bây giờ như sau, trò chơi của chúng ta là chúng ta sẽ đưa vào màn hình một quả bóng và nó sẽ bay từ dưới lên trên, thì chúng ta phải cố gắng là nháy chuột lên quả bóng. Khi nhấn chuột lên thì bóng nó kêu pop cái và nó tan vỡ ra và lại hiện ra một quả bóng khác ở phía dưới. Và cứ như vậy, nếu mà chúng ta mà để quả bóng mà nó trượt lên trên ấy, màn hình ấy, bay lên trên màn hình ấy, phía trên ấy, thì bóng nó cũng vỡ ra, nhà thì sau nó xuất hiện lại phía dưới. Nhưng mà chú ý là nếu mà chúng ta mà nháy đúng bóng ở phía trong sân khấu ấy, thì bóng chúng ta được tặng thưởng một điểm. Còn nếu mà chúng ta mà để bóng lên trên ấy, thì chúng ta bị trừ một điểm. Bài này hay không? Mà tổng thời gian chơi vẫn là 30 giây nhé. Rồi chúng ta làm bài tập này nào. Tập này là vẫn là bài tập liên quan đến luyện tập mà có hữu hạn thời gian là 30 giây và là cũng là đánh chuột, tập chuột đánh bóng thôi. Nhưng mà nó sẽ cái yêu cầu của nó là khác đi. Nào bây chúng ta cùng nhau làm nhé. Đây. Để chúng ta không dùng con mèo và chúng ta sẽ phải đưa vào màn hình là quả bóng. Đó. Được chưa? Bóng nó xuất hiện ở phía dưới và bay lên trên bay như này này. Đó. Xuyên vào một cách ngẫu nhiên bay lên trên. Đó. Được chưa? Và khi bay lên trên ấy, chúng ta mà nhấn chuột vào thì nó kêu pop một cái và nó vỡ ra và nó xuyên lại ở phía dưới, thì khi ta nhấn chuột ở bên trong ấy thì được đúng, vẫn là thì được tăng điểm lên. Còn nếu mà chúng ta mà không đánh kịp ấy, không nhấn kịp ấy mà nó bay lên trên thì nó vẫn vỡ ra nhưng mà bị trừ điểm. Được chưa? Khi mà bay trên nó vẫn pop cái và nó vỡ ra và nó sẽ lại phía dưới, thì chúng ta nháy đúng thì được cộng điểm, còn bị nó bị vỡ ra thì bị trừ điểm nhé. Rồi thì chúng ta vẫn là có hai cái biến nhớ rồi, chúng ta làm bây giờ vẫn là có sẵn rồi. Chúng ta tạo hai cái biến nhớ là đó, sợ là bây nhớ ở đây nhỉ. Để nó có lỗi gì đó, nhưng có quả bóng này vẫn còn đây.
À. Thôi được. Tôi là lưu một cái mới cho lại nó lên tên lại này. Nên thành bị lỗi đấy, nằm đây là bị lỗi đấy. Thôi được. Tôi tạo cái biến mới là gì? Biến mới của tôi là, nhưng mà trước nhá, tôi tạo hai cái biến, một biến là điểm số. Đặt tên là score. Score nhá. Đây, score đây. Và cái biến thứ hai là đặt đặt tên nó là, tại biến thứ hai là tên là timer. Cũng như vậy, hết như vậy nhé, timer. Thì cái timer này chúng ta đặt nó để ở bên này. Còn cái score này chúng ta chọn chế độ hiển thị là đọc lớn thì để đây. Rồi. Mà chúng ta đưa vào màn hình là nhân vật của chúng ta là con, là quả bóng. Được chưa? Rồi. Được chưa? Đấy. Thế bên này tôi làm như sau nhé. Bộ này tôi sẽ làm mở rộng ra một chút. Mở rộng ra một chút. Là vẫn như trước thôi, nhưng mà tôi muốn thì bài này khi mà nháy chuột thì nó chưa chắc nó chơi vội, mà tôi muốn là khi tôi nháy lên, tôi bấm nút space thì mới bắt đầu chơi. Thì hiện nay có rất nhiều bài toán là chúng ta làm như vậy. Tức là cái việc mà bắt đầu chơi cho chương trình ấy thì không phải là bấm cái phím là bấm cái nút lá cờ đâu, mà là bấm phím space. Khi mà với chương trình này thì cái việc bấm lá cờ là dùng để mà thiết lập các thông số ban đầu của trò chơi, rất là hay như vậy. Hệ thống để tôi mình nhắc lại một chút nhé. Đây là tôi nó mô tả cho các bạn cái thông thường cái cách mà chúng ta tổ chức, cái cách tổ chức một cái trò chơi hoàn chỉnh. Thông thường là như thế này, trò chơi hoàn chỉnh. Đang chú ý nhé. Chú ý là khi mà nháy lên lá cờ, đấy, thì đối với trình hoàn chỉnh, rất nhiều trình phần mềm trò chơi thì nháy lá cờ không phải là để bắt đầu chơi, mà để dùng để thiết lập các thông số ban đầu, thiết lập các thông số ban đầu. Một số những cái phần mềm trò chơi thôi này, các bạn sẽ thấy đấy, nhưng mà thiết lập này nó rất mất thời gian chứ không phải là nhanh đâu. Rất nhiều cái trò chơi mà nó rất là có rất nhiều những cái dữ liệu ban đầu cần thiết lập ấy, thì cái việc nháy lá cờ này là rất quan trọng. Nó không chỉ bấm lá cờ mà chơi ngay thì nó không đủ thời gian để thiết lập cái ban đầu, cho nên là nó sẽ gãy bị nó gãy nó dễ bị tạo ra những cái lỗi rất là phức tạp của phần mềm. Chứ thông thường là nháy lá cờ là cái lúc mà chúng ta thiết lập dữ liệu ban đầu. Còn chúng ta bấm space thì bắt đầu chơi. Bấm space thì là bắt đầu chơi. Thì đây mới là bắt đầu trò chơi. Thì bài này tuy đơn giản thôi, nhưng mà tôi làm thử thật mẫu này để chúng ta hình dung nhé. Các bạn đã hiểu chưa? Như vậy không phải là cứ bao giờ có bấm lá cờ là bắt đầu trò chơi đâu, mà bấm lá cờ là chuẩn bị chơi thôi. Cần bấm, bấm phím khác thì mới là chơi. Thì thông thường là phím space chính là phím mà bắt đầu chơi. Rất nhiều trò chơi nó là như vậy nhé. Thì chỉ những bài đơn giản thôi, bài rất đơn giản thôi thì mới là bấm lá cờ là bắt đầu chơi. Còn những phần lớn những bài khác, mà cái bài mà nó có nhiều dữ liệu, nhiều thiết lập nhiều dữ liệu, thì bấm lá cờ là để thiết lập các thông số ban đầu của dữ liệu thôi. Thì bài này chúng ta nó chỉ có hai thông số thôi, là thông số là score và timer thôi, đơn giản. Còn những bài tập khác có thể phức tạp hơn. Rồi thì tôi bắt đầu làm nhé. Khi chúng ta mà nháy lên đây, chúng ta thì lúc bây giờ khi mà làm như này thì thông thường nhé, thông thường sân khấu sẽ là cái nơi mà thiết kế hệ thống, đúng không? Đây đấy. Đây thì khi mà bắt đầu chơi nhé, khi bấm vào lá cờ này thì dùng để thiết lập các thông số ban đầu. Thế sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ đặt là hai lệnh. Một là lệnh chúng ta đặt cái score là không, là không là không điểm, và đặt tiếp cái timer của chúng ta, ví dụ đặt là 30 chẳng hạn, 30. Đấy. Như vậy là ban đầu
bấm bấm cái này nhé. Đấy, không có gì cả. Được chưa? Rồi. À, và bây giờ chúng ta sang cái quả bóng này, khi mà chúng ta bấm lá cờ thì quả bóng nó chưa xuất hiện. À, đây chúng ta đây, bấm bấm lá cờ đây, lá cờ nhá. Bấm lá cờ thì chúng ta quả bóng đây này, chúng ta sẽ cho cái lệnh ra đây. Cho cái lệnh là gì? Là hiển thị, cho cái lệnh là nó sẽ ẩn đi. Đấy. Như vậy là khi vì bấm lá cờ là chưa sẵn sàng chơi, bấm lá cờ là để chuẩn bị chơi thôi. Bấm lá cờ nhá. Đấy, bóng sẽ ẩn đi như này. Được chưa? Và chỉ chơi khi mà người ta nháy chuột lên, là khi chỉ bắt đầu chơi khi bấm nút space thôi. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi bắt đầu điều khiển trò chơi nhé. Các bạn chú ý như vậy là bắt đầu phức tạp nhé. Như vậy là bấm lá cờ là khác nhé, bấm space là khác. Bấm space mới bắt đầu chơi. Bây giờ chúng ta vào điều khiển sân khấu. Thì cái lệnh mà tạo ra sự kiện là bấm space là lệnh này. Chúng ta vào sự kiện có cái lệnh là lại có lệnh này, có cái lệnh là đây, là khi bấm phím đó, lệnh này nhé. Chúng ta chọn là phím gì? Là đây là phím trắng, chính đó nó chính là space đấy. Nhưng mà đây chính là cái lệnh mà để bắt đầu trò chơi. Các bạn đã hiểu chưa? Đó nhé. Đó rồi thì cho làm như sau này. Thì sân khấu, khi bắt đầu chơi sân khấu sẽ là cái bắt đầu đếm thời gian nhé, và dừng lại khi nào mà thời gian nó bằng không thì dừng lại nhé. Nhưng mà như sau này thì sân khấu sẽ làm như sau. Sân khấu khi bắt đầu chơi, sân khấu sẽ bắt đầu gì? Sân khấu sẽ bắt làm như sau. Sân khấu sẽ liên tục là giảm cái timer đi một đơn vị sau 1 giây, và sẽ dừng khi mà cái timer này bằng gì? Bằng bằng không. Đây thì làm sao chúng ta giờ mà cái lệnh là gì? Điều khiển là repeat until, đúng không? Lặp cho đến khi. Lặp cho đến khi gì? Lặp cho đến khi timer bằng bằng không nhé. Đây chúng ta vào đây, chúng ta chọn này, timer này, cái điều kiện là timer bằng không thì chính là cái này, cho timer bằng không. Cái này ta biết từ nãy giờ, bằng không đúng không? Lặp cho đến khi mà timer bằng không. Lệnh gì đây? Lệnh là ta giảm timer sau mỗi 1 giây. Chúng ta vào lệnh điều khiển và lệnh là đợi 1 giây, và sau đó là vào cái lệnh này và chúng ta là thay đổi cái timer đi là trừ một đơn vị. Đấy, đây là cái lệnh là gì? Đây là cái lệnh là đặt thời gian chơi nhé. Như là bấm space mình bắt đầu chơi, thấy không nào? Như vậy chúng ta chú ý nhé là bấm vào nút lá cờ là không phải là bắt đầu chơi, mà bấm nút lá cờ là dùng để thiết lập dữ liệu ban đầu thôi. Còn bấm space bắt đầu chơi thì đây chính là rất nhiều bài toán là loài như này, như thế này nó mới là chuẩn đấy nha. Các bạn chú ý rồi. Thế đây là cái lệnh điều khiển sân khấu. Như vậy nó sẽ chỗ này, cái timer nó sẽ dừng lại khi mà cái em khi cái em cái em khi mà timer nó bằng không nhé. Đó. Khi mà dừng lên đây này. Đấy. Bây giờ tôi vào chỗ này có bóng, được chưa? Rồi thì bây giờ như sau này thì tôi vẫn làm như vậy, cũng như vậy thôi. Sự kiện này khi mà chúng ta bấm nút phím trắng ta space đấy thì bắt đầu quả bóng bắt đầu là bay lên trên, nhưng bay lên trên và bay liên tục như vậy cho đến khi mà thời gian là hết. Tôi để lại, tôi để chuyển như sau. Đây đầu tiên tôi đặt là quả bóng xuất hiện này và xuất hiện ở phía dưới màn hình và ở một cái vị trí là ngẫu nhiên. Chúng ta chú ý nhé, làm như nào nhé. Thì đầu tiên là chúng ta điều khiển này, quả bóng nó sẽ là hiển thị này, ẩn nó sẽ hiện này, và tôi đặt cho nó là vị trí ở phía dưới mà là ngẫu nhiên thì như sau. Tôi đặt bằng cái này, tôi đặt bằng lệnh go to thôi, lệnh đi điểm nhé. Là điểm x thì là mà điểm y là điểm phía dưới này, điểm y tôi đặt bằng là -180, -180 là vị trí phía dưới đúng không? Còn x thì là một vị trí tôi muốn là làm vị trí ngẫu nhiên từ bên trái sang bên phải, thì tôi dùng cái gì? X thì đây là ngẫu nhiên, tôi dùng vào cái lệnh là cái phép toán, tôi dùng cái lệnh là ngẫu nhiên đây. X thì là ngẫu nhiên từ bên trái sang bên phải, tức là tôi cho nên là trừ trừ 220 đi, đến 220 là một cái tọa độ ngẫu nhiên, không phải hết hẳn nhưng mà nó nằm ở giữa màn hình, từ trừ 220 đến 20.
Mình hình của mình của chúng ta là trừ 240 đến 240, nhưng mà tôi không để riêng một cùng mà tôi để ở bên trong một chút là trừ 220 đến 220 nhé. Mà tôi để cái này vào đây. Đấy. Đây là lệnh thiết lập cái vị trí ban đầu của cái của bóng nhé. Được chưa? Sau đó tôi sẽ cho quả bóng nó sẽ bay lên trên. Bằng lệnh gì? Đây, tôi mà chúng nó sẽ làm liên tục. Thôi tôi cứ để sự kiện là liên tục nhá. Quả bóng sẽ bay lên trên bằng lệnh gì? Chúng ta dùng lệnh gì để nó bay thẳng lên trên nhỉ? Dùng lệnh này. Chúng ta dùng cái lệnh là thay đổi tọa độ y thì nó bay lên trên. Chúng ta chú ý nhé. Đây, dùng cái lệnh là gì? Là thay đổi tọa độ y, thay đổi y một lượng bao nhiêu? Tôi để cho y thay đổi một lượng bằng 5 chẳng hạn, nó sẽ bay từ từ nó bay lên. Thấy không nào? Đấy. Và đây chúng ta điều khiển luôn. Nếu như quả bóng nó mà chạm lên trên nhé, chạm vào trên tức là gì? Chạm đây không phải chạm cạnh đâu, mà chứ là chạm cạnh không được, mà là khi mà cái tọa độ y nó đủ lớn ấy thì là nó ở phía trên đây. Thì sao? Thì chúng ta sẽ cho quả bóng nó biến mất đi và nó hiện lại ở phía dưới và bị trừ đi một điểm. Này thì cho làm như sau. Cái lệnh mà nếu có bóng mà bay lên trên là lệnh này. Đây là lệnh bay nhé. Còn đây là nếu này. Nếu mà đây, nếu mà bóng bay lên trên tức là khi mà cái tọa độ y của nó đủ lớn, là khoảng lớn hơn là 160 chẳng hạn, là coi như chạm 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 đỉnh rồi. Thì tôi làm như sau. Đây, nếu mà đây lớn hơn, nếu mà cái tọa độ y của quả bóng, đây tôi vào cái lệnh này nhá. Đây, đây là khó khó với các bạn ở đây nhá. Vào cái lệnh là đây chính là cái hàm là đây là một cái hàm mà luôn trả lại cái tọa độ y của quả bóng. Thì nếu tọa độ y mà lớn hơn là 170 chẳng hạn, vì chiều cao của cái tọa độ y của cái màn hình là trừ 180 là 180, mà chỉ là 170 là đủ cao rồi. Thì nếu mà tọa độ y mà lớn hơn trừ 170 thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ cho quả bóng nó mất đi và nó sẽ hiện lại ở phía dưới làm như sau. Và sẽ trừ điểm đi một đơn vị. Chúng ta nhớ lại là khi mà em bé nó để quả bóng lên trên thì sẽ bị trừ điểm. Thì là như sau này. Đầu tiên chúng ta sẽ làm cho nó kêu một âm thanh là pop một cái này. Bắt đầu lên pop một cái này. Được chưa? Sau đó là chúng ta sẽ trừ điểm, chúng ta vào lệnh này và chúng ta sẽ change, thay đổi change cái giá trị là score và trừ đi một, tức là trừ đi một điểm. Đấy, thấy không nào? Tôi đưa nó vào đây. Và quả bóng nó sẽ biến mất và hiện lại phía dưới. Thì chúng ta cho nó làm lại, chúng ta dùng lại lệnh này này, lệnh này này. Đấy, chúng ta sẽ copy lệnh này nhé. Đây. Copy lệnh này và chúng ta sẽ đưa nó vào đây. Đấy. Thì nó xuất hiện lại ở phía dưới. Thấy không nào? Đấy, ở phía dưới và nó lại bay lên. Cứ như vậy. Bay lên. Và cái chuyện này sẽ xảy ra là liên tục. Và với tọa độ y thì đây là cố định. Chúng ta thử nhé. Chị thử chọn xem, bấm nút space này. Bay lên chưa? Đấy, trừ điểm này chưa? Đấy. Chúng ta không bấm vào là trừ điểm đấy, thấy không? Pop cái trừ điểm đấy. Trừ 3, trừ 4 rồi này, thấy không nào? Đó. Đấy. Rồi, thì bây giờ chúng ta làm tiếp lập trình tiếp tục nhé. Là khi chúng ta nhé chuột vào ấy, thì vẫn là kêu pop mà nó cũng hiện lại phía dưới như lúc nãy, nhưng mà được tăng điểm. Rồi bây giờ chúng ta lập trình cho phần này nhé. Đây chúng ta làm lại. Chúng ta sẽ làm lập trình khi mà chúng ta nhấn chuột lên quả bóng này. Đây, chúng ta vào lệnh này, vào sự kiện và là cái lệnh là khi bấm chuột lên nhân vật này đó nhé. Bấm chuột lên nhân vật này thì sao? Thì chúng ta cho nó kêu pop bằng cái, vẫn như vậy, cho kêu pop bằng cái nhé. Kêu pop bằng cái này. Sau đó chúng ta sẽ tăng điểm lên. Chúng ta sẽ trên cái điểm lên một. Thấy không nào? Và sau đó cho nó hiện trở lại chính là lệnh này đây. Chúng ta copy cái lệnh này. Nó hiện lại phía dưới. Đó, rất là hay. Và tôi sửa lại một chút để thay đổi y một khoảng bằng 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 3 cho chạy chậm thôi. Thấy nhá nhé. Để cho chị cùng chạy thử cho bạn xem này. Đây nhé. Bắt đầu này. Bấm space này. Đấy. Đấy, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, thử 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 tôi cho chạy thử nhé. Trừ điểm.
Đấy, để lên cao quá là trừ điểm. Đấy. Được chưa? Rồi, thì bây giờ tôi sẽ là điều khiển khi mà timer bằng 0 thì dừng lại thì làm cách nào? Thì lúc ấy tôi làm cách khác, bây giờ tôi làm cách khác nhé. Khi mà timer bằng 0 ấy thì thật ra có một cách rất là hay. Có một cách là cho toàn bộ trình dừng lại luôn là lệnh gì các bạn biết không? Là lệnh này đây. Chúng ta vào cái này có một lệnh mà nhân vật nào cũng làm được, đúng lệnh thôi là dừng toàn bộ chương trình mà không thiết phải phải điều khiển chi tiết cho một từng nhân vật nữa. Chúng ta vào lệnh sân khấu nhé, đây là chỗ đây này. Khi mà hết tới đây nhá. Khi tới đây tức là khi mà timer nó bằng 0 ấy nó dừng lại thì chúng ta cho một lệnh. Lệnh này là dùng để dừng lại toàn bộ chương trình luôn. Lệnh này chúng ta vào lệnh các điều khiển và chọn cái lệnh là stop on, dừng lại tất cả. Đây. Đây là cái lệnh mà nó sẽ mạnh, nó sẽ làm cho tất cả dừng lại hết. Quả bóng dừng lại hết, không chạy được nữa. Đây, dừng lại hết. Thì lệnh này là đủ. Nhé. Và tất cả dừng lại hết, điểm số hiện ra trên màn hình. Để chúng ta cùng thử lại xem lại nhé. Đây này. Bây giờ tăng lên thành 4 cho nó chạy 5 này. Ba chậm quá, chạy thử cho bạn xem nhé. Nào bắt đầu này. Bấm xe bay bắt đầu nhé. Đấy. Đấy. Bấm thật nhanh nhé. Thấy không? 18 giây, 17 giây. Bị tôi mệt quá không bấm nữa. Ôi giời, mệt quá. Nào. Đấy, nó sẽ bị trừ điểm đi đấy. Thấy không nào? Rất là hay luôn nhé. Nhưng mà vẫn là một cái trò chơi là dùng để luyện nhé chưa thôi, nhưng mà nó khác một chút, vẫn rất là hay luôn nhé. Trẻ con chơi rất là hay. Thay mưa nó không dừng lại à? Bị lỗi rồi, không có lệnh stop à? Chứ bị lỗi chỗ nào rồi? Để tôi kiểm tra lại nhé, tôi dừng lại một chút nào. Xem sai ở đâu nhé, đây này. Chỗ này là bằng 0. Bấm nhầm. Tôi bấm nhầm cái số O, chữ O phải bằng 0 nó mới được nhé, bằng 0. Bây giờ chạy lại này. Bấm space này. Đấy. Kiểm tra cho nó chạy đúng nhé. Mười ba giây, 12 giây, 8 giây, 6 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1, 0 đấy. 0 ấy, khi về 0 ấy thì nó có lệnh là dừng tất cả. Dừng tất cả, nó là stop on ấy. Nên dừng tất cả lệnh này này. Đây lệnh này stop on này, nó sẽ dừng lại. Này. Các chú ý nhất, đây là lệnh một cái dạy rất hay. Thì chúng ta không có xử lý gì, chúng ta làm một lần là xong nhé. Để tôi sửa lại một chút cho hay hơn nhé. Quả bóng này luôn màu xanh mà quả bóng chúng ta là nó có 3 cái nền cơ. Bóng của chúng ta là như thế này này, nó có 3 cái hình khác nhau cơ. Biết tôi muốn là khi hiện lên hiện màu một cách ngẫu nhiên thì hay hơn. Tôi làm như thế này. Sửa một chút thôi rất hay. Chúng ta sửa như sau này. Mỗi lần mưa xuất hiện ấy thì quả bóng nó sẽ hiện ra với cái màu với cái trang phục là ngẫu nhiên. À, thế sai hơn, việc làm như sau. Đây này, chỗ này và chỗ này làm chỗ này, nhưng mà chỗ này ba chỗ liền. Làm cái này tôi làm cái lệnh là thay đổi trang phục. Đây, chuyển sang trang phục tiếp theo. Không phải tiếp theo mà chuyển sang trang phục là ngẫu nhiên từ 1 đến 3. Nhé, cho phép chúng ta chuyển vậy nhé. Trang phục này có thể gõ số rồi đấy. Chúng ta sửa như sau, chúng ta bấm vào đây, chúng ta chọn là lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 3. Đây. Thấy không nào? Mà đây chúng ta sẽ đưa cái này vào đây thì màu nó sẽ rất là đa dạng. Đấy, rất là hay luôn. Chạy lại nhé, chạy thử này. Bắt đầu này. Đấy. Đấy, thấy màu nó khác nhau không? Màu đó là ngẫu nhiên luôn, rất là hay luôn. Đấy. Đấy, bài tôi ghi lại nhé. Đây là cái bài tôi ghi lại là cái bài tiếp theo là cái bài số 5.
là trò chơi, trò chơi đánh bóng, đánh bóng, một trò chơi mới. Nhưng mà các bạn thấy đây là một trò chơi mà nó đã hay hơn đấy, mà nó khó hơn. Chúng ta vẫn dùng hai cái biến nhớ là biến nhớ score và biến nhớ timer, nhưng mà nó đặc biệt hơn đấy, nó khác hơn trước, nó hay hơn trước rồi, đúng không? Hay không nào? Các bạn đã hiểu chưa? Bây giờ bài này tôi sẽ mở rộng hơn nhé. Tôi mở rộng hơn là không phải chỉ có một quả bóng, tôi muốn là có ba quả bóng hay có hai quả bóng cơ đồng thời, thì có được không? Hoàn toàn được. Chương trình cho phép chúng ta là chúng ta có thể nhân đôi quả bóng lên là có thể tạo thành quả bóng thứ hai, và chương trình hệt như vậy, chạy hệt như vậy thôi, vẫn là ngon lành như vậy, tất cả đều như cũ hết nhé. Cái làm như sau, chúng ta sẽ tạo hai quả bóng mà nó chỉ hoàn nó chạy sẽ hoàn toàn là ngẫu nhiên nhé. Ra đây là bây giờ đây chúng ta hai quả bóng này, tôi muốn tiền có hai quả bóng mà vì là chúng là như nhau cả, trên lập trình là như nhau hết, cho nên tôi không cần lập trình lại, tôi chỉ việc lặp lại thôi. Này, ở đây tôi bấm chuột phải và chọn cái lệnh là nhân bản ra, nó sẽ tạo ra một nhân vật y hệt như vậy và có công trình y hệt như này. Tôi sửa như một chút tức là xong, bấm vào đây nhé, xong. Như vậy đây là hai trình, hai quả bóng này có công trình giống hệt nhau và chạy giống hệt nhau rồi. Thấy không nào? Bây giờ thử cho bạn xem nhé. Vậy chỉ chứ bài này khó nhiều, mà bài này là có hai quả bóng nên sẽ khó rất là nhiều lần nhé. Đây này, bấm space này. Đấy. Thấy không nào? Nó khó hơn rồi đấy. Đấy. Thấy nó khó hơn chưa? Đấy. Chúng ta có thể nhân bản không phải là hai, có thể ba quả bóng. Được chưa? Đấy. Đợi đến khi đợi đến lúc mình đến lúc là không dây nó rộng, tự động nó dừng lại đấy. Stop. Khi mà thay màu không là nó stop lại. Thấy không nào? Đấy, bìa bài này tôi sửa đi một chút nhưng là hay hơn nhé. Khi bấm mà bấm phím ấy, space thì có bóng 1 thì có bóng 2 đây nhé, bóng 1 đây nhé. Thì ở đây cho thấy là nó có một cái nó sẽ cùng lúc xuất hiện ngay ở đây này. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho nó lệch đi một chút thì hay hơn. Tôi cho nó chờ một tí, hai quả bóng được chờ một chút, mà chờ với một cái số là ngẫu nhiên thì hay hơn nhé. Ví dụ như này, khi bấm space nhé, có một đây, có một tôi sẽ cho nó chờ. Đây là một cái mẹo thôi, mẹo làm cho chương trình nó trở nên rất là ngẫu nhiên hay hơn. Nói chung là đợi, không phải là đợi một giây nhé, không phải đợi một giây mà là đợi mà là ngẫu nhiên từ 1 đến 3 giây hay 1 đến 2 giây nhé. Đây, tôi vào lệnh này. Ngẫu nhiên rất hay dùng luôn, ngẫu nhiên từ 1 đến 3 giây. Đấy. Cái quả bóng hại cũng vậy, cho cái lệnh là đợi. Đợi nhá, đợi. Đợi. Mà cũng lấy gì? Cũng lấy là ngẫu nhiên từ 1 đến 3 giây. Đấy, như vậy bài tập rất là hay hơn rất nhiều lần nhá. Đấy. Chúng ta kiểm tra lại này. Bắt đầu này. Bấm space này. Đấy. Nó chạy là nó ngẫu nhiên, đấy, thấy không? Nó khác nhau rồi đấy nhá. Như vậy chúng ta được một cái bài tập, một cái làm xong một trò chơi là đơn giản thôi nhưng mà là tương đối hoàn chỉnh mà tương đối khó, hay không nào? Mà hay của nó là ta dùng cái biến nhớ, không có biến này chúng ta không làm được, cái không làm, nó có thời gian này, nó có là điểm số này, và nếu mà làm nếu mà bị sai có là cộng điểm và trừ điểm nữa. Nhưng bài này tôi ghi lại nhé, bài này là cái bài bài số 6 là đánh trò chơi đánh bóng nhưng mà có hai quả bóng liền nhé. Trò chơi đánh bóng tổng quát, tổng quát đó. Thế chưa, các bạn thấy bắt đầu khó hơn chưa? Đấy, bắt đầu khó hơn rồi đấy, nó phức tạp hơn rồi đấy nhé. Đấy. Thì đây là một cái bài nó rất là hay đấy, nó rất là và với cái bài này chúng ta có thể mở rộng ra được nhiều cái phương án khác nữa, hay hơn nữa nhé. Đó. Và sẽ có nhiều bài tập khác và tương đương như bài này để chúng ta có thể mở rộng ra và phức tạp hơn, được chưa? Đó. Hôm nay tôi sẽ có rất nhiều bài tập cho các bạn làm ở trong cái phần này
Được chưa? Vì bài này tôi sẽ mở rộng ra một chút nữa cho nó hay nhé. Bài này tôi muốn cho nó có màn hình làm bầu trời hay hơn. Tôi chỉ việc vào đây, tôi vào cái phông nền, tôi chọn một cái màn hình là hình này này. Nó rất đẹp. Đó. Bài này tôi ghi lại nhé. Bài này là vẫn là ghi lại cái bài số. Đây là bài số 6, ghi lại bài số 6 này. Thì nó có thêm cái nó có thêm cái hình ông trợ mặt mà thêm cái hình này nữa làm cho nó tức ảnh trở nên rất là đẹp nhé. Bấm cái này để chuẩn bị này, bấm cái này vào chơi này. Đó. Thấy không nào, chúng ta có thể làm ba quả bóng, chỗ đây là hai quả, chúng ta có thể làm ba quả là bốn quả tùy ý. Các bạn hai quả bóng này, các quả bóng này là lập trình nó giống nhau, nhưng mà đây vì nó có các cái độ lệch là cho chúng ta sử dụng cái hàm ngẫu nhiên thôi, làm cho nó rất là hay, rất là tổng quát. Thấy không nào, bây giờ nếu các bạn mà làm mấy nữa thấy thế này, ở đây là các lệnh là lệnh move là thay đổi y một khoảng bằng 5. Ở đây chúng ta có thể cho các cái lệnh thay đổi này với cái lượng thay đổi là ngẫu nhiên nữa thì cái bóng nó chạy nó sẽ không giống hệt nhau, tốc độ nó khác nhau. Tôi thử nhé. Tôi cho thay đổi ngẫu nhiên là từ 3 cho đến 8. Ôi dồi, thế này nó sẽ rất là hay luôn này. Điều ở đây này. Đấy. Cái bóng này cũng vậy. Cho một cái lấy ngẫu nhiên cái vận tốc, đây chính là cái vận tốc chạy lên của bóng đấy. Chạy là từ 3 cho đến 7 chẳng hạn, tùy các bạn như 7. Đi vào đây. Đó. Thì thấy nó sẽ hay rất nhiều lần nhé. Bóng chạy bấm space này. Nó chạy với vận tốc là khác nhau. Đó. Nó không phải giống nhau nữa đâu. Đó, nó sẽ rất là khác nhau. Thằng chạy nhanh, thằng chạy chậm. Đấy. Rất hay luôn nhé. Đó. Tức nhanh lúc chậm. Được chưa? Rồi, bây giờ ta ghi lại cái bài này. Cái bài như vậy vẫn vào đó, tôi chỉ mở rộng ra một chút thôi, làm cho rất là hay. Tôi mở rộng ra như bài này là tôi được cái bài này đặt tên là bài số 7. Là cái trò chơi đánh bóng. Mở rộng. Được chưa? Bài này là bài có thể rất nhiều cái hay hơn nữa nhé, thấy được vì nhưng mà chúng ta vừa biết cái vừa chúng ta vừa biết thêm cái một trò chơi bia, tôi sẽ trước khi nghỉ tôi sẽ làm thêm bạn ví dụ như nhỏ nữa để mô tả cái biến nhớ nó có hay chỗ nào nữa, cái biến nó có hay là gì, biến nó có một dụng nữa là giúp cho chúng ta là tạo ra cái quan hệ giữa nhân vật A và nhân vật B. Đây cho các bạn xem nhé. Đây bây giờ như này. Bây giờ tôi sẽ tạo một trình mới như sau nhé. Bây giờ sửa tôi có hai nhân vật của chúng ta. Để tôi bỏ đi. Nhân vật 1 là cô giáo. Đây, cô giáo đây nhé. Nhân vật 2. Nhân vật 2 tôi chọn em bé. Em bé đây nhé. Em bé đây. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ như này. Bây làm thế nào để mà bây giờ tôi muốn là cô giáo nói là em hay hát đi. Em bé này vâng em sẽ hát. Hát xong thì cô giáo bảo là em hát hay quá. Thế làm thế nào bây giờ, làm thế nào để làm để em bé hát xong thì cô giáo lại bảo biết em hát xong, cô giáo lại thấy là bảo hát hay quá. Đấy thì làm thế nào để mà nhân vật này nói mà nhân vật kia lại biết được. Ở trong trình chúng ta không phải có nhé. Trong trình chúng ta không có lệnh nào để có thể là nhân là cô giáo lại nói cho em bé này, không có lệnh đó. Cho nhớ nhé. Như vậy là làm thế nào để mà quan hệ giữa cô giáo và học sinh này, hai nhân vật, thì một cách, có rất nhiều cách, nhưng một cách bây giờ chúng ta học ngay bây giờ là dùng biến nhớ thôi. Được chưa? Thì chúng ta thử nhé. Đây thì đầu tiên cô giáo nói là em hãy hát cho cô một bài nhé. Thì chúng ta ước lượng cái khoảng thời gian đó trong một 2 giây chẳng hạn, sau đó thì học sinh sẽ bảo là vâng em xin hát một bài, sau đó em hãy hát luôn. Bài đó có thể rất dài, nhưng mà sau đó em hát xong thì làm thế nào để cô giáo biết được là cô giáo phải nói là ô em hát xong rồi. Bây giờ ta thử nhé, để ta làm cái bài tập đơn giản thôi. Bây giờ đầu tiên khi bắt đầu chương trình này, đây cô giáo sẽ nói đầu tiên,
cô giáo nói là em hãy hát chứ. Em đây. Em hát cho cô nghe. Nghe một bài. Cô giáo nói cho 2 giây nhá. À, cho 2 giây. Để có hết cái kết thúc. Đó. Thì khi giáo kết thúc ấy. À đây nhầm, đây là cái bài này mà cho cô giáo nói chứ. Đấy, đúng không? Đây là cô giáo nói. Được chưa? Đây là cô giáo nói. Đây này. Đấy. À, sau đó sau 2 giây thì em bé sẽ trả lời là vâng, em sẽ hát cho cô nghe đây. Đây, đây. Chúng ta điều khiển chữ em bé nhé. Đây em bé đây. Bé này. Em bé sẽ đợi trong 2 giây. Thì cái này ta lập trình đơn giản cho đơn giản 2 giây nhé. Sau em bé sẽ nói. Em vâng, em sẽ hát cho cô nghe. Em sẽ hát cho cô nghe một bài. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ bật nhạc lên, chúng ta vào âm thanh lên, chúng ta sẽ mở âm thanh ra cho chúng ta tìm ở trong máy tính chúng ta có cái file nào không nhỉ? Chúng ta tìm trong máy tính của tôi có đấy, kiểm tra xem có cái file nào. Video để tôi tìm một chút nhé. Các bạn đợi tôi một chút để tôi tìm bên ngoài. Trong máy tính của tôi có rất nhiều bài hát, tôi là mẫu thôi mà. Đây, trong trình của tôi có nhiều bài hát lắm, để tôi tìm. Nằm ở đâu mà không nhớ nữa. Trong một cuốn sách thì tôi đã viết là có cái bài hát đó. Tôi tìm nhé, các bạn đợi tôi một chút thôi. Học cái quyển tự học thì phải. Tự học đâu rồi? Đây. Âm thanh song à, chỗ icon này nhé. Đấy. Tôi copy chỗ icon này sang 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 cái lớp lớp kia của tôi. Đấy, là bên 5 nhé. Đây, copy sang đây nhé. Rồi, bây giờ sang bên này. Bây giờ tôi sẽ đây. Em bé đây nhé. Em bé tôi xóa âm thanh, tôi sẽ đưa cái âm thanh lại là tôi đưa cái âm thanh là chỗ icon này vào. Ôi, 37 giây cơ. Bây giờ tôi xóa bớt đi. Dài quá. Đây đây à. Đây là 37 giây này, tôi cần tới đây thôi. Ví dụ tôi làm mẫu thôi mà nhé, xóa này. Lệnh xóa lệnh nào nhỉ? Xóa này. Còn là 14 giây, tôi xóa bớt đi. Cốt là tôi đấy thôi mà. 5 giây nhá, 5 giây là rồi. Đây. Rồi, thôi nhé, chuyện đơn giản thế thôi nhé. Rồi, bây giờ làm lập trình này. Em sẽ hát cho cô nghe bài chuỗi con, sửa nhé. Em sẽ hát cho cô nghe bài bài chuỗi con nhé. Nhưng mà hiện nay là tôi không kiểm soát được. Vậy sau 2 giây nhá. Sau 2 giây thì chúng ta sẽ bật lệnh sau đây. Bật cái lệnh là phát âm thanh cho đến khi hết thì thôi. Đấy, chữ icon đây. Được chưa? Đây nhá, cho chạy thử này. Hãy cho nghe một bài nhá. Chữ icon. Thì chú là chú ăn khi mà hết hát thì làm thế nào để cô có thể biết được rằng là đây là bài hát chúng ta đây 5 5 giây nhưng mà đâu bài hát hát của đó là 10 giây làm thế nào? Đó, thì đây là một cái chỗ rất then chốt. Khi mà em bé hát xong thì em bé phải làm cái nào đó để cô giáo biết được cô giáo biết được rằng là em bé đã hát xong. Thì chúng ta phải dùng dùng biến. Đó. Bây giờ làm như sau nhé, bây giờ để cho các bạn cách làm như sau nhé. Cách đơn giản nhất là chúng ta dùng biến. Chúng ta tạo ra một cái biến. Cái biến này để mô tả em bé đã hát xong chưa? Được chưa? Đây, bây giờ như này nhé. Bây giờ đây. Tạm cái biến là em hát
em hát đơn giản, em hát nhé. Thì ban đầu cái biến em hát này tôi sẽ đặt là gì, nó đặt là em hát đặt tôi bằng không, đặt bằng không nhé. Thì ý nghĩa đặt bằng không là chưa hát, đặt bằng một là đang hát, đặt bằng hai là đã hát xong, được chưa? Rồi thì ban đầu làm là đây, chúng đặt ban đầu đặt cô đặt đây là em bé đây đúng không, em bé đây cô giáo đây. Đấy, thì chúng ta đặt cho cô giáo là gì, là cái biến là em hát ban đầu đặt bằng không đó, bằng không nhé. Rồi thì ở đây đây, khi em bé bắt đầu chuẩn bị hát nhé, thì chúng ta sẽ đặt em bé là biến của tôi là đặt bằng đặt cái biến em hát là đặt bằng một, tôi em bé đó đang hát được chưa. Và khi hát xong chúng ta đặt cho nó là bằng 3. Thì như vậy khi em hát bằng 3 thì em bé đã hát xong. Thì như vậy đây là một cách là ví dụ thôi. Như vậy dùng cái biến để chúng ta xác định cái thời gian mà cái xác định ra ra, ra 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 những cái sự kiện mà liên quan đến bài hát. Như vậy là gì? Cô giáo sẽ biết được à khi nào em bé khi nào là chưa hát, khi nào phải bắt đầu hát, khi nào em bé đã hát xong. Như vậy hát xong tức là khi em bé hát bằng 3. Được chưa? Đó. Thì như vậy cô giáo sẽ sao, cô giáo khi bắt đầu cô giáo đợi em bé hát, cô giáo sẽ đợi em bé hát xong, cô giáo sẽ nói là em hát hay quá. Mình ta sửa này. Đây, ở đây nhé. Thì như sau này, cô giáo sẽ sau khi cô giáo sẽ nói em hát cho cô nghe một bài hát đi, và cô giáo sẽ đợi. Đợi đến khi nào? Đợi cho đến khi mà cái biến nhớ em hát được bằng 3 thì cô giáo sẽ nói. Đấy, như vậy chúng ta có một quan hệ giữa em bé và cô giáo. Đây chính là quan hệ thông qua cái biến. Và có lệnh sau đây, trong cái lệnh điều khiển có một cái lệnh là đợi, đợi cho đến khi. Đây, lệnh này này. Lệnh này rất quan trọng nhé. Đây này, đợi đến khi. Nên lệnh tiếng Anh là wait until. Đợi cho đến khi. Nhưng mà cô giáo sẽ dừng lại, không làm gì cả, đợi cho đến khi mà gì, cho đến khi mà em hát bằng 3 thì dừng lại, thì bắt đầu làm tiếp. Đây, đợi cho đến khi dấu bằng nhé. Đợi cho đến khi mà cái gì bằng, cho đến khi mà em hát nó bằng 3. Đó, thì đây chính là cái điều kiện để mà quan hệ giữa giáo viên và gì và em bé. Đây, đợi em bé khi hát xong nhé, đặt bằng 3. Đặt bằng 3 thì lập tức là cô giáo sẽ gì sẽ nói luôn. Đây, cô giáo sẽ nói luôn là cô giáo sẽ nói em hát hay quá. Đây cô giáo này, em hát rất hay. Đây, em hát rất hay. Em hát rất hay. Rất hay, giỏi quá. Thấy không nào? Như vậy các bạn thấy như vậy, đây lần tiên cho thấy một cái chương trình mà có quan hệ giữa giáo viên và nhưng mà quan hệ giữa hai nhân vật mà thông qua cái biến. Thì đây là một cái bài tập rất đơn giản thôi. Thì sang buổi sau chúng ta sẽ học những cái bài tập khó hơn. Để chạy thử cho bạn xem nhé. Đây. Hát cho nghe bài nào. Đấy. Chuối con. Thì chú là chú ăn con. Bạn hay quá. Khi em bé mà hát xong lập tức cô giáo nói là hát hay quá. Như vậy là cái thời gian giữa cái liên hệ giữa hai người này là hoàn toàn là chính xác là đến tận từng 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 tích tắc một, được chưa? Đây mình tôi ghi lại là cái bài đầu tiên mà mô tả cái quan hệ dùng biến để tạo ra quan hệ nhé. Đây là bài số 8 là quan hệ, thiết lập quan hệ. Thiết lập quan hệ giữa các nhân vật, nhé. Sang đến cái bài cuối cùng của phần này thì ta sẽ học một cái bài bản hơn cách quan hệ, nhưng bây giờ chúng ta học cái này đã. Các nhân vật, cái phần này rất quan trọng, các nhân vật thông qua biến. Đấy. Được chưa? Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Phần này sẽ có nhiều bài tập đấy, về nhà các bạn chuẩn bị, tôi sẽ viết bài tập và tôi gửi cho các bạn. Thì phần này là phần mà tôi học rất nhiều, phần này là phần mà rất quan trọng vì nó là cái phần mà áp dụng cái biến ấy để chúng ta tạo ra các cái trò chơi. Chúng ta nghỉ ở đây nhá. Thầy ơi, thầy ơi. Dạ thầy ơi, mấy cái bài tập này cái thầy gửi lên trên nhóm lại được không thầy? Để xem.
Để xem lại á thầy. Có mình rồi mình sẽ gửi lên ngay nhá. Ừ. Dạ Gửi dạ lên cảm nhá. ơn. Ừ, ok. Chào các bạn nhá. Em chào thầy. Chào thầy. Chào thầy. Cảm ơn.